Những loài động vật có khả năng siêu phàm. Điều kiện sống thay đổi khiến cho các loài vật luôn phải tìm ra cách để thích ứng với môi trường mới và cho dù có thể là những cách rất kỳ quái. Sói bọm. Đây là loài động vật thuộc họ chó với bộ lông màu hung đỏ cùng với đuôi tai dựng đứng, trông chúng khá giống với loài chó sói đỏ, trừ việc nó có đôi chân dài. Nhiều nhà khoa học cho rằng loài này sở hữu đôi chân đột chiêu như vậy là để có thể thích ứng được với một cuộc sống trên các thảm cỏ ở Nam Mỹ. Đôi chân dài giúp cho chúng nhìn thấy kẻ thù trong những biển cỏ. Vượng sáu bay Senda Giống như là loài sóc bay, vượng cáo bay đã phát triển cách thức bay bằng cách căng những mẫu da giữa các chi để có thể di chuyển giữa các cây, môi trường sống chính của nó chân và các chi phát triển để phù hợp với việc leo trèo, chứ không sử dụng để di chuyển trên mặt đất. Do vậy, khi bị rơi xuống mặt đất, loài này sẽ gần như bị tử nạn. Linh dương Garanuk Loài linh dương Garanuk có một chiếc cổ dài. Những đôi chân khẳng khiêu giúp cho chúng có thể đứng bằng hai chân sau và ăn những chiếc lá cây acacia giống cây keo trên các hoàng mạc châu Phi. cá heo Irrawaddy. Loài cá này thì sống chủ yếu ở vùng bờ biển Đông Nam Á, vùng vịnh Bengal, Ấn Độ. Và nhiều năm qua thì loài này đã gây dựng được một mối quan hệ mật thiết với người dân chài địa phương. Chúng sẽ dẫn dụ các đàn cá đến lưới và ăn những con cá chưa vào lưới trước khi lưới được kéo lên. Đây là loài duy nhất có được mối quan hệ như vậy với con người. Hưu tóc búi Loài hưu tóc búi này cũng ở Trung Quốc, khác hẳn so với tất cả các loài hư khác là chúng có răng nanh, là răng nanh dài đến mức thò ra cả khỏi miệng. Chiếc răng nanh này được chúng dùng để chiến đấu, và ngoài ra thì loài này ăn cả xác động vật chết, một điều cực kỳ hiếm trong thế giới hưu. Sau cây Siphonia clavata Loài này có điểm đặc biệt là có thêm một phần thừa hình con kiến trên lưng phần thừa này khiến cho kẻ thù của chúng chán nản bỏ đi hưu đỏ loài này sống ở nam á nó có một số đặc điểm không thể tìm thấy ở những loài hưu khác khi gặp nguy hiểm nó phát ra tiếng kêu như tiếng sủa ngắn chói tai để cảnh báo những con khác trong đàn nó cũng có một chiếc răng nanh nhỏ được dùng trong mùa giao phối để đánh nhau chim giả quạt hoàng gia Amazon. Trong khi đối với các loài chim khác chỉ có con đực hoặc là con cái có màu sắc sặc sỡ, cả hai giới của loài giả quạt hoàng gia Amazon đều có một đám lông lớn, hình giả quạt màu sắc sặc sỡ ngay trên trán. Con cái thường có lông màu vàng, còn con đực thì có lông màu đỏ cam. Kiến lưỡi câu Công viên hoàng gia Viraches của Campuchia có một loài kiến cực độc, tức là kiến lưỡi câu. Điều khiến cho nó đặc biệt chính là phần thừa có hình lưỡi câu trên lưng. Phần này được dùng để chống lại kẻ thù. Kỳ nhông Iti, e. kỳ nhông ngoài hành tinh. Loài kỳ nhông này sống ở vùng rừng rậm nhiệt đới ở Ecuador. Điều đặc biệt là loài này không hề có phổi, nó thở qua da, hấp thụ oxy trực tiếp từ môi trường. Gấu túi Gấu túi có dấu vân tay giống con người Dấu vân tay của gấu túi giống con người tới mức kính hiển vi điện tử quát SEM cũng khó có thể phân biệt được. Trong khi đó thì họ hàng gần của gấu túi như là chuột túi hay là kangaroo đều không có dấu vân tay. Cua dừa khổng lồ Khả năng siêu phàm của loài cua dừa không nằm ở thân hình to lớn của nó, mà loài vật này đã phát triển các cơ quan được gọi là phổi Branchitostegan, được sử dụng thay cho mang đã thoái hóa để thở. Chúng có khứu giác phát triển, sử dụng để tìm kiếm các nguồn thực phẩm tiềm năng. Loài kỳ dông Mexico Biệt danh khủng long sáu sừng không chỉ có khả năng tái mọc các chi vào đuôi, mà còn có thể là tái mọc, phục hồi cả trái tim và bộ não của chúng. Cá hồi cá hồi có khả năng cảm nhận từ trường của trái đất, khả năng này giúp cho loài vật có được bản đồ định hướng hoàn hảo, được ví như là sự thay thế hoàn hảo cho định vị GPS ở đại dương tối tăm. News TV, kênh thông tin giải trí chọn lọc, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ clip hấp dẫn nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy subscribe, share, like và đừng quên để lại những ý kiến của bạn nhé.